Hello và xin chào tất cả anh em đã đến kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Như em thấy khởi đầu trận đấu mình đang có 3 pháp sư đúng không? Thì dạo này nói chung là mình làm cái những cái tướng 5 vàng 3 sao nhiều quá rồi. Mà hệ pháp sư là mình ít chơi ấy mọi người. Để trong game này thì mình sẽ chơi pháp sư cho anh em xem nhé. Mình sẽ chơi về pháp sư. Và vị tướng là cơ pháp sư thì mình sẽ bật mí ở sau một chút. Bởi vì bây giờ vẫn chưa có một vị tướng nào có một cái gọi là tiến triển tốt cả. Còn như con tướng TF thì là một con tướng mà đã qua rất nhiều mùa rồi và rất là chán đúng không, nên không thể nào có thể chơi TF được. Mình sẽ chơi một con tướng nào đó mà cái sự thú vị của nó sẽ lên tầm vui vui, sẽ tăng vui vui một chút, mạnh một chút đấy, kiểu thế thì anh em mới có thể phấn khích được. Như anh em đã biết rồi thì khởi đầu trận đấu thế này đã đi. Nói chung là mình cũng đội này mình vứt vào chỉ đơn giản là muốn thua đó, muốn thua thôi chứ thực sự không muốn thắng đâu. Muốn thua để lấy trang bị mọi người, mình đang có hai cái gậy quá khổ rồi. Vậy nên thì nếu mới có thể thì mình sẽ lấy thêm vài cái triệu quá khổ nữa đi. Là một con tướng pháp sư cầm 3 mũ chẳng hạn như vậy. Ani 3 mũ là một cái vị tướng mà nó sẽ bút được giáp rất là nhiều khi đứng ở level đầu nhá, 3 mũ nhá. Ani là một con tướng mà cũng anh em đã nhìn rất là nhiều rồi, rất là ngán đúng không? Trải qua nhiều mùa rồi. Pháp sư thì ở mùa này chỉ có một con mới lạ thôi, đó chính là con Ahri. À không, Ahri thì cũng nó là skill mới thôi, còn nó cũng đã xuất hiện nhiều mùa rồi. Thế rồi. Tôi đã thấy trên ngọn núi cao. Cứ để đội hình free đi, cho nó thua. Ok, cho con mọc cài đi, chứ cho mất công cho cá chê vào mình thắng mất. Chuẩn bị nó ra đến chợ rồi mà lại thắng thì mất cái chuỗi nhặt đồ này, quá là tiếc luôn đấy, cực kỳ tiếc luôn. Ông này đang chơi cuồng giáo này, hệ cuồng giáo bây giờ là bút một con Galio lên cực mạnh luôn mọi người ạ. Khi mà đặt chín cuồng giáo, đội hình cuồng giáo gọi là full 3 sao ấy, thì con Galio nó phải tầm kinh khủng lắm. Mà nó lại được cái khả năng đó chính là có một cái áo choàng thủy ngân ấy, nó sẽ không bị sút ra ngoài. Ok, có trượng quá khổ này. Có trượng quá khổ nhưng mà mình sẽ lấy về cái BF đi. Mình chợt nghĩ rằng là mình sẽ làm về cái đó chính là kiếm súng Hextech. Trang bị kiểm soát Hextech là một trang bị mà anh em biết rồi, khá là khỏe, khá là mạnh. Nó sẽ hồi lại lượng máu bởi sát thương gây ra. Nên thì mình sẽ làm về 3 kiếm súng đi. Đó, nhân tiện đang có trợ khổ nhiều ở nhà rồi thì mình sẽ làm 3 kiếm súng đi. Cho Sen X cầm trang bị kiếm súng là một cái gì đó khá là sai lầm mọi người nhớ. Hơi yếu đúng không? Và cái tạm đi, con BK pháp sư thì mình đã trước mình làm rồi. BK pháp sư là một con tướng mà nó kẻ nhưng mà nếu như mà cái đường kẻ của nó ấy, chưa được chạm đất ấy, thì nó chỉ kích hoạt được một lần kẻ thôi, nó không kích hoạt được hai lần kẻ. Đó là cái nhược điểm của khi chúng ta sử dụng con BK pháp sư. Thế giờ mình đang chơi hệ thần tài á, như là cái chuỗi thua cũng được, chuỗi thua để lấy một chút trang bị một chút thìa đi.
à, mình đang có một cái giọt mắt ở đây. Nếu như mà có thì vào nữa thì mình sẽ có thể đạt được cái khả năng, đó chính là có một cái pháp sư nhân tạo á. Nên là chơi chuỗi thua về thần tài một chút đi, khoảng tầm một vài round nào đó rồi mình sẽ bắt đầu comeback lại. Mình là một người chơi hệ, là trên đời chơi hệ thua mọi người ạ, chơi hệ thua nhá. Mọi người chơi hay chơi kiểu hệ nước hệ gì, nhưng mà chơi hệ thua thôi, càng thua thì sẽ càng làm cho mình có một chút động lực để comeback trở lại. Lulu tinh anh pháp sư này anh em, tinh anh pháp sư này, nhưng mà bây giờ thì chưa lấy được, bởi vì con Lulu này thực sự không yêu quý cho nó cho lắm, không yêu quý cái này lắm. Mình cần một con nào đó chất lượng hơn cơ. Vega ba kiếm súng. Ok mọi người, ok, Vega ba kiếm súng đi, quyết định như vậy đi. Vega ba kiếm súng thì anh em biết rồi, cái lượng sát thương của Vega nó sẽ đạt tầm á, đạt tầm mạnh cực kỳ luôn. Khi mà nó đạt 3 sao mà nó lại có thể thêm tích cái stack nữa. Có nghĩa là sau mỗi cái khi nó sử dụng skill ấy mà đối thủ chết đi ấy, thì nó sẽ được cái khả năng, đó chính là được cộng sát thương phép vào cơ thể của nó. Đấy, đó một điều khá là lợi khi mà chúng ta có thể chơi, đó chính là Vega ba kiếm súng khá là ổn áp mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ bui Vega ba kiếm súng cho anh em xem nhé. Nhân tiện đang có trang bị rồi, đang có gọi là chuyện quá khổ các kiểu vậy, quá khổ rồi, khá ngon. Rồi để sau theo mình, bây giờ thì mình đã thua theo từng mấy trận rồi thì để xem có thìa không nhá. Mình đang cần rất là cần một cái thìa để có thể kích hoạt được pháp sư nhân tạo. Và từ đó thì mình sẽ bùi, đó chính là bùi 9 pháp sư đi. Vega 3 kiếm súng 9 pháp sư. Đó sẽ là một sự lựa chọn của mình trong game này. Ok, thì để xem cái bọc quà là gì đây. Không có một cái gì cả mà ba trưởng không? Đen nhờ. Hơi đen nhá, thường nó phải có ít nhất một cái Neko cơ, nhưng mà giờ nó không có gì cả. Hơi buồn một chút, không sao. Mình sẽ cố gắng gượng cười để vượt qua nỗi đau này. Sau một số thời gian bán máu sắp bắt lờ thì cũng chẳng được cái gì cả, hơi phí. Một giọt máu đào hơn ăn nước lã mà lại như thế này thì hơi phí mọi người ạ. Pháp sư ba thần rừng, cái hệ thần rừng anh em, cái hệ thần rừng ấy mà chúng ta khi đặt mức cái hệ thần rừng nó cũng sẽ tăng sát thương, mà là nó tăng cả là hệ thần rừng rất là ngon nha. Nó tăng cả sát thương này, cả kháng phép, cả giáp nữa, nhiều, rất là nhiều thứ đấy. Và nếu mà xét về 9 pháp sư và 9 thần rừng thì mình vẫn sẽ lựa chọn 9 thần rừng hơn, nếu như mà có thể đạt được 9 thần rừng là một cái gì đó khá tuyệt vời. Để xem đi, chợ có thì không có thì à, nhưng mà có BF ngon quá, hai thanh BF luôn.
có thanh bếp này thì mình sẽ có thể đạt được cái mức đó chính là kiếm súng càng gần hơn, chạm gần đến đỉnh đích. Ba cặp súng mình sẽ lấy kiếm cái bếp con lắc nhá, để thêm một tức 2 vàng từ nó, tối ưu hóa lượng vàng có được. Nhiều anh em thì vẫn gọi là cho ta sợ chơi chữ thua thì nó hơi lung, nó kiểu là nó hơi nguy hiểm cho mọi người, nên là nhiều anh em cũng ít tiếp cận chơi chữ thua bởi vì sợ. Mình thì thích chơi chữ thua bởi vì sao, mình hay chơi thần tài á, nên mình chơi chữ thua thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích cho mình hơn, có nhiều lợi tức hơn á. Với cả mình cái với cả chơi chữ thua thì anh em phải có một cái gọi là cái bản lĩnh ấy để có thể chịu đựng được, chứ nhiều khi anh em sợ chết quá mà không muốn thua nữa thì anh em sẽ mất cái chữ thua của mình một cách vô phí phạm á. Bây giờ mình đang thiếu một con pháp sư nữa mọi người ạ, thiếu một con Ahri này, hoặc là ok thiếu một con Ahri nữa, mới có 5 pháp sư thôi ta còn thiếu. Ông mình gì đây, ui khỏe phết đấy, cho Yasuo cầm trang bị giáp lửa cộng với cả một cái trang bị áo choàng thủy ngân lên trên đầu đứng. Đằng sau để có Janna út giáp cộng với cả là một đội hình linh hồn nữa, khá là thông minh. Ok, cho tôi ăn khoảng 1-2 stack đi. Ui, không kịp luôn mọi người ạ. Còn Vega của mình nãy giờ có vẻ kiểu là không có một cái một chút sát thương nào cả, hơi yếu, không thể ăn được stack vào mồm. Ok, đi chợ. Oh man, Jax tinh anh thánh thần à, Katarina tôi đang cần một... Lúc nãy tự nhiên một phát mình ra tận 2 con Vega mà thì bây giờ lại không ra nữa mọi người ạ. Ok, có Ahri rồi, mình đủ 6 hấp sư nhá. Đấy, thế hay chứ. Lúc đầu tự nhiên nó ra một phản con Ahri, bây giờ lại không ra thêm cái gì nữa. Thật là vãi chưa. Có vẻ bị lừa rồi, bị lừa rồi mọi người ơi. Ron kiếm một con Vega để có thể giữ lại chuối giữ lại máu mà không thấy đâu cả. Vãi trường, hơi đen. Có vẻ như cái khởi đầu game mình chơi bằng thần tài nên là bây giờ nó ra toàn tướng về kiểu thần tài thôi, nó không chịu ra kiểu pháp sư mọi người ạ. Ok, Vega của tôi. Vega của tôi. Ôi dồi, không được tích stack luôn ha. Miếng ăn tới mồm rồi mà vẫn bị cướp mất mọi người ạ. Miếng ăn tới mồm mà vẫn bị cướp mất kìa. Vega 2 sao. Bây giờ thì mình chỉ còn một cái gậy quá khổ thôi. Một cái gậy quá khổ nữa thôi là mình sẽ đạt được cái mức đó chính là Vega 3 kiếm súng nhá. Để xem có không. Không có rồi. Mà thằng bị ép luôn ạ. Vãi đẻ, vãi đen nhớ. Bây giờ mình có 2 kiếm súng. Bây giờ mình bắt buộc phải đi chợ ra tiếp theo. Thì mình phải nhặt thêm một cái trang bị đó chính là một cái gậy quá khổ nữa. Bây giờ mình phải bùi đồ thủ cho con tướng này, chắc đó chính là con Annie. Đội hình pháp sư ấy, đội hình mà không có đồ thủ, nên là anh em muốn chơi pháp sư thì anh em phải cho một lần có sở hữu con Annie lên 3 sao cái đã, để nó thủ đội hình. Rất là cần luôn. Bởi vì này này, ông này đang chơi thiện xạ này, thiện xạ có một cái tên phong. Nhưng mà nếu Vega của mình mà bắn chuẩn ấy, bắn chuẩn thì mình sẽ win thôi. Đây, đây, những pha bắn chuẩn đó là win ngay mà. 2 sao sát thương cũng khá là nhiều đấy. Ok, stack tích khá ổn đấy. Tí nữa thì đặt mức 3 sao thì chỉ gọi là one shot one kill thôi. Một ném một mạng là có thật thôi. Rất là easy mọi người ạ. Easy game. Anh em xem video của mình thì chắc cũng biết rồi, đó chính là cái khả năng Ron những cái tướng dưới 5 vàng của mình thì hơi kém. Còn Ron những tướng 5 vàng của mình thì rất là dễ. Chơi thì mình chung là đồ đẹp ở đó. Nhưng mà mình lại sợ là kiểu rằng nó chính là có thể đạt được cái mức 3 sao hay không cơ. Đấy mới khó. Quan trọng là lên được 3 sao không cơ.
Chứ Vega cầm ba cây súng thì điều này sẽ rất là dễ rồi, bởi vì mình đang đang giờ chỉ cần một cái gậy có khổ thôi là đạt được rồi. Ok, nãy giờ dạy chết được 3 phát win rồi, cũng ngon rồi đấy. Dạy chết được 3 phát rồi, cũng đỡ lo mọi người ạ. Chứ kiểu máu thấp quá, kiểu mấy khi mấy ông kia đạt đỉnh của đội hình của mình, đấy là mình sẽ khó thể win được. Vega, ông này cũng chơi Vega giống mình đây, hơi căng đấy. Vega thì đã ít rồi mà nếu mà còn bị bắt Vega nữa thì làm sao thể lên 3 sao được. Ok ok ok, cố lên nào Vega ấy, giết ông này đi. Đúng rồi, hay quá. One shot, ok tuyệt vời. Có vẻ như cả Vega này là Vega fake rồi. Với hai cái súng của mình thì chất lượng hơn nhiều đúng không? Chất lượng hơn rất là nhiều. Ok, cậy quá khổ của tôi đã bị đối thủ đánh cắp rồi. Vãi trưởng không? Thôi thì lấy con Lilia không vậy? Mình sẽ lấy con Lilia này để có thể nếu như mà có pháp sư tinh anh xuất hiện đấy thì mình sẽ đạt được cái mức 7-8 chí pháp sư. Ok nào, bây giờ thì để xem nào. Mình đích con Nunu cái sẵn ấy là để có thể nếu mà tí nữa mà kiểu là sẽ đép game nhá, dùng con Nunu để đép game. Ông này Fiora công chúa bóng bóng à. Càng đấy. Mình khá sợ mấy ông kiểu xong đấu này, mình bông dồn sát thương khá nhanh. Trừ khi là Vega của mình shut down đúng vị trí thôi. Úi xồi, một đâm kiếm vào mồm rồi. Đấy em thấy chưa? Nếu mà không có phát đâm kiếm của Fiora thì có lẽ mọi có một cái kết sẽ rất là khác rồi, nhưng mà rất tiếc Fiora đã đâm kiếm vào mồm mình. Vãi trưởng, một phát đâm kiếm mà phải nói gọi là hơi bị đau đấy, thấu ở trong tim gan luôn. Một phát đâm mà thấu vào tim gan mọi người ơi. 48 máu mà đối thủ đang còn rất mạnh, đang ở round 4.6 đây. Tiếp theo là mình sẽ đi chợ và chắc chắn mình trang bị mình sẽ nhặt đó chính là một cái trưởng quá khổ rồi. Lại quá khổ mọi người ạ. Thực sự không hiểu lý do tại sao mình luôn luôn hay đọc nhầm cái trang bị gậy quá khổ, mình lại đọc nhầm là trượng quá khổ nữa. Mình không biết hiểu lý do bắt nguồn từ đâu. Nhưng mà vừa quen mồm rồi, quen miệng rồi, quen miệng mất rồi. Okay, tiếp tục trận đấu nè, gì đây? Ông này cũng đang chơi pháp sư à? À, cũng pháp sư linh hồn à? Mình chơi pháp sư linh hồn mọi người ạ. Pháp sư linh hồn của chúng tôi à? Pháp sư linh hồn của chúng tôi à? Ok, Vega của tôi thì ăn ngay quá à? Một sổ đại ca set nữa, vãi trưởng không? Ông này đang có kiểu một chút về kiểu Morgana, về cái mê hoặc làm chấp thương nữa. Hơi mạnh. Rồi, 4.7. Bây giờ thì một round chốt hạ đây. Lúc nãy thì mình đã bị cướp mất một cái chuyện nó khổ gậy, nó khổ được cái round đi chợ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái round bãi chim này thì hy vọng một cái gì đó may mắn, cuộc đời mỉm cười thôi. Nó xuất hiện ra cái trang bị gậy quá khổ để mình ghép thành 3 kiếm súng nhé.
ba kiếm súng thì mới có thể khỏe được, thì nó hút máu mới nhiều. Để xem có không. Có vẻ như kiểu ông trời bất công của tôi rồi. Không thấy gì cả mọi người ạ. Không thấy gì cả luôn ạ. Ok. Không có gì, ok. Bây giờ nói chung là nếu mà ông trời phụ tôi thì cho tôi một con Vega tinh anh pháp sư đi, để nó lên 3 sao đi. Thì cũng được, giúp tôi win. Vega này ngon thế nhở. Mà tôi cần tinh anh cơ. Tinh anh Vega pháp sư cơ. Ui, lại Vega nữa. What the fuck. Đừng nói lên 3 sao luôn nha. Đừng nói với tôi lên 3 sao nha. Nhưng mà sao hơi buồn đó. Tôi muốn tinh anh cơ. Ôi trời, 3 sao lên rồi mọi người ạ. Đen vãi. À, đen ghê á, tự nhiên lên 3 sao mất rồi kìa. Mình đang cần một con Vega tinh anh pháp sư cơ. Mà mọi chuyện lại không được như vậy rồi. Thôi ok, bùi đồ thủ cho con Annie đi. Vega. Ui, hên quá. Phát đấy may Vega mình ném một quả skill mà một mặt con Kalista không thì ăn hành no luôn rồi. Ăn hành no luôn rồi. Rồi, Galio của chúng tôi à. One shot đấy bạn ơi. Bây giờ thì Vega của mình đã tích được một số stack khá là nhiều đấy. Nên là sát thương của nó gây ra cũng khá ổn. Bây giờ Vega có kiếm súng mình sẽ để tự tin để lên trên đầu luôn cho anh em xem. Wow, tôi xong rồi. Diệt X cầm đồ này thì one shot anh em ạ. Ôi trời ơi, vãi trưởng. Không thể ngờ được là lại có các đối thủ chúng ta lại đứng trên đầu như vậy thì đỡ thế nào bây giờ. One shot luôn mọi người ơi, vãi trưởng thật đấy. Mình tính để Vega lên trên đầu để cho anh em xem sự thể hiện của nó. Mà thế nào lại gặp ngay cái ông này. Ông có con Zedic đồ chất lượng quá. Ông nổ ở đầu mình one shot luôn. Vãi lúa thật. Ok nào. Vẫn tiếp tục chuyên mục đó chính là gì ta. Vega lên trên đầu nhá, không tự tin thôi, tự tin giành chiến thắng mọi người ạ. Bây giờ nếu như mà mình lắp cái trang bị như kiểu là một cái bàn tay công lý này vào ấy thì cũng được thôi. Nhưng mà thôi. Wow, shit, lại Zenix tiếp ạ. What the fuck? Zenix thì xong đấu ạ. Ôi, ui, Vega cố lên đây mà, cố lên ơi. Ui rồi nhanh quá, Zenix xong đấu có skill choáng ấy, nhanh quá anh em ạ, làm thịt gọi mình nhanh quá. Thế quái nào thì dẫn 2 round liên tục gặp Zenix cái này. Trời đất ơi, làm nước ơi đấy kiểu thế ơi. Mọi người mình thất bại rồi mọi người ơi, mình thất bại rồi. 11 tiết anh em ạ, 11 tiết. Vâng, đó là con số 11 tiết. Để xem ra đi chợ nào, có pháp sư nhân tạo không? Có gì không? Có găng bảo thạch, có loại cassette, cầm quỷ thư, có giáp hồi sinh. Đồ nhiều quá nhở. Đồ nào cũng ngon cả, đồ nào cũng đẹp gái cả. Thôi lấy cái trang bị giáp hồi sinh đi. Giáp hồi sinh cho này đi, cho Harry. Giáp hồi sinh cho Harry mọi người ạ. Bởi vì con Harry là con pháp sư ấy mà nó cần cái giáp hồi sinh nhất. Nếu không có giáp hồi sinh cho Harry thì nó khá là phế vật. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả mọi người ơi. 6 pháp sư mình đang chủ yếu cần một con pháp sư tinh anh thôi. Lúc nãy thì mình có khóc phải kiểu là mình bỏ lỡ nhiều quá rồi. Ui dồi, Vega. Cứu team em ơi, Vega ơi. Cứu team. Cứu. Ông Kalista kìa, Bli.
Ok, quay về win, win rồi mọi người, hên quá. Một tém nữa, vâng. Game này thì nhiều ông chơi xong đấu quá mọi người ạ. Game này nhiều ông chơi xong đấu quá, là mình kiểu hơi mệt. Bởi vì xong đấu nó clear đội địch của mình khá là nhanh. Mình không thích như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ cho con Nunu. Nói chung là giáp hồi sinh bây giờ thì vẫn chưa ghép được. Mình đang suy nghĩ là có nên chơi kiểu 6 thần rừng 6 pháp sư hay không cơ. Ông này đang chơi gì đây? Wow, gặp top. Úi dồi ôi, xong tôi rồi, gặp top 1 anh em ạ. Vai trưởng, đội hình mê hoặc bí ẩn ạ. Wow. Trời ơi, tôi chơi pháp sư gặp bí ẩn mê hoặc này thì sát thương đâu ra tôi gây ra bây giờ. VK, cố lên ông ơi. Cố lên ông ơi, tôi tin ông sẽ làm được mà. Em thấy không, bị giảm sát thương bởi mê hoặc này kìa. Nhưng mà không sao, không sao. Úi dồi ôi, ăn phải cái chói vào mồm nữa. Đầu thai này anh em ơi, đầu thai rồi. Ây á. Cố lên Nunu. Ui hên quá ơi, Nunu bút máu rồi. Bây giờ có Nunu bút máu thì thực sự mà nói thì không sợ một con nào luôn. Quẩy, quẩy lên nào. Hay quá em, Vega ơi. Thực sự cảm thấy Vega yêu bắt đầu yêu Vega ở đấy. Ủa giờ gặp ngay top 1 mà may vẫn win được mọi người ạ. Mình nó ít máu quá, chỉ còn 11 máu thôi nên là chỉ... Ui, what the fuck, kiếm súng ạ. What the fuck, trời ơi. Anh em có biết đây là gì không? Nhân phẩm tầm vũ trụ luôn rồi. Vâng, cái thứ mình đang cần nhất đó chính là kiếm súng Hextech thì nó lại ra hẳn luôn ở cái con người đá này. Trời ơi. Phải nồi, hên thế. Vậy là mình đã có đó chính là Vega 3 kiếm súng mọi người nhá. Đúng là quá nhân phẩm luôn. Tuyệt vời. Ok, ông trời không phụ lòng ai cả. Vâng, mình có lòng là ông trời có gọi là món quà tặng mình thôi, đó chính là một cái kiếm súng Hextech, một thứ trang bị mà tôi đã tìm kiếm nó bấy lâu nay. Rồi, bây giờ thì mình đã có Vega 3 kiếm súng rồi. Bây giờ thì tự tin có thể chiến đấu với các đối thủ chúng ta. Vậy Ani 3 sao luôn, ngon quá. Xem nào, top 1 4 bí ẩn. Đại sư. Mình thì 6 pháp sư gặp top 1 hơi căng. Bóng ma cuồng giáo này. Mình phải đổi vị trí một chút nhá. Cho 3 con carry chính của mình nằm ở góc này thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Ui sổ Kalista đồ kìa anh em. Kalista đồ thế giới ạ. Hai cùng nao một khu vực kiếm ạ. Gặp này thì đỡ thế nào bây giờ. Cố lên các đồng đội của tôi ơi. Vega. Ê à. Ui Ari kìa em thấy không. Quả đếp Ari không vui vứt vào cầu đấy thì mình đã thua rồi đấy. Kalista đồ như thế thì ông quăng thì đỡ thế nào bây giờ. Khá ngon. Trận chiến càng ngày càng hấp dẫn. Đi luôn rồi bạn ơi. Tạm biệt. Được. Bây giờ thì khỏi phải sợ bố con thằng nào luôn nha anh em. Khỏi sợ bố con thằng nào luôn. Gõ hết. Hy vọng là round này này, cái round chọn chung này có một cái trang bị, đó chính là một cái pháp sư, một cái thìa để mình có thể ghép pháp sư nhân tạo này, làm 9 pháp sư nhá. À, căng quá nhờ. Mình vẫn chưa có pháp sư tinh anh, nãy lúc nãy mình bỏ qua khá nhiều bởi vì mình đợi con Vega tinh anh này. Là hơi khó, ông này là 4 bí ẩn, 3 đại sư này, khá là căng thẳng. Chúng ta chỉ còn có khoảng tầm ít đối thủ thôi, ông này. Thế à, đổi vị trí nhanh nhá. Chết rồi, Archot này, Archot kéo Vega của tôi rồi. À, hay quá, đứng ở chỗ này thì sẽ không bị kéo nhá. Rồi, ok, Vega. Đúng rồi, bút mana cho Vega tôi đi. Bút mana đi. Này. Xin một lần được chết nha. Ôi trời ơi, Vega tôi bá quá. Vega 3 kiếm súng 3 sao. Siêu chất lượng. Chơi em đi anh à? À, chơi đi em à? Ok. Bây giờ Echo vàng rồi nhá, Echo vàng, không tiêu vàng nữa. Nhưng vấn đề bây giờ là mình vẫn chưa có một con pháp sư tinh anh, thế với căng nhé, hơi khó, dù có thìa đi chăng nữa, không thể là 9 pháp sư được.
Zana 3 sao này, ông này đang có 4 bí ẩn, 3 đại sư này. Ông này cũng Vega 3 sao này. Ông này mình gặp rồi. Ông này mình gặp rồi. À chưa gặp. Ui, di tích 3 sao à? Càng đấy. Tí nữa mình sẽ để Ahri lên trên đầu nhá. Bởi vì nó cầm trang bị lục giác hồi sinh ấy. Nhìn lên trên đầu lên là ổn nhất. Ông bí ẩn này hơi đáng sợ một chút. Úi xổi, Zilean ơi, Zilean đi rồi. Zilean đi rồi thì mọi hy vọng của ông này sẽ tan vỡ thôi. Tan vỡ thôi ông ơi. Tan vỡ, tan vỡ. Tan vỡ đi, tan vỡ luôn. Ui. Châu phết đấy, đội hình kiểu bí ẩn đại sư này khá là châu. Nhưng mà như thế là vẫn là chưa đủ, vẫn là chưa đủ, chưa đủ để có thể gọi là thể hiện được trước Vega 3 sao, 3 kiểm súng của tôi. Có thì không? Mình nghĩ là có thì à. Đấy em thấy không? Có thì cũng còn có mũ nữa này. Có cả mũ luôn này, không phải cần phải thìa nữa. Oh, lấy đi, lấy mũ luôn nha. Lấy mũ này, thì mình sẽ cho con Nunu của mình, con Nunu này, cầm thần rừng này. Hơi căng. Không có pháp sư tinh anh nên hơi căng mọi người ạ. Nếu thế thì mình có thể chuyển qua đó chính là chơi cả 4 thần, 6 thần rừng cũng được. Nhưng mà 6 thần rừng là chưa đủ bởi vì không có con tinh anh nào cả mọi người ơi. Chưa có con tinh anh nữa. Nên là rất là khó chơi. Ông này Jin X này, ông này đang có cho mình đó chính là 6 thiện xạ. Uầy, vãi nổi luôn. Vega của mình phải tiêu diệt ông này sớm hơn, sớm nhất có thể. Di tích 3 sao đồ này bắn một cái tan vỡ đấy. Ôi chết rồi, sao Shizu lại đi qua đấy. One shot. Uầy, hên quá anh em ơi, hên quá. Tưởng thua chứ. Tưởng thua chứ, ok luôn, tuyệt vời. Ông này thì sao? Ây à, ông này gặp bạn ảo. Bạn ảo mình lại thắng à? À, hình như ông này có 4 mê hoặc rồi, có Ezreal à? Hay sao ta? Con Ezreal này mới có hay sao nhỉ? Mình không để ý nữa. 4 mê ẩn, 4 mê hoặc và 3 đại sư. Ông này còn mà có zone nẹ thì hơi mệt. Tôi cần một con pháp sư tinh anh, Bly. Ôi, zone này. Hôm nay mà có zone như này thì có bá đạo nữa. Thôi, mình sẽ hy sinh một chút đi để Ron may mắn của cuộc đời mình. Ui, Nunu thần rừng à. 9 vàng, 8 vàng, ui, vãi nồi đấy. Mình để đây là con lắc nó không làm gì được nhá. Nhưng mà ông này đang có cái trừ 80% sát thương này. Ông ấy đang trừ tận 80% sát thương của mình. Khỏe quá. Nulu thần rừng này. Mình đang suy nghĩ là có nên lấy con Nulu này không đây. Hay là mình lấy pháp sư đây mọi người ạ. Nếu mà lấy thần rừng bây giờ thì mình lên được thần rừng 6 thần rừng và 6 pháp sư được. 6 thần rừng 6 pháp sư là có thể luôn. Thôi từ từ, coi như kiểu một chút hy vọng cuối cùng đi. Cung ba tia, cung ba tia này sẽ cho con Lulu nhá. Đây, một con pháp sư tanh cuối cùng thôi là mọi thứ được giải quyết mọi người ạ. Do mình cũng hên là con Ani này này, có Ani này nó chống chịu khá là tốt. Nó chống chịu khá là tốt nên là cái ông mấy cái ông bí ẩn bế hoặc này không có sát thương để gây ra. Đấy em thấy không? Ông này chỉ có con này này, con Morgana là một này, hay là con Ezreal thôi. Là sát thương chính thôi, còn lại thì nó không có sát thương. Lắc này. Bây giờ mà Ron là một con tinh anh pháp sư thì đúng gọi là ông trời phù hộ luôn. Rồi chúng ta cùng thử Ron nhé. Để xem may mắn có mỉm cười không. Lúc nãy mình bỏ lỡ khá nhiều pháp sư tinh anh. Nên là bây giờ nó sẽ hơi khó để ra, để xuất hiện được.
khó lắm mọi người, hơi khó nhá. Để ở giữa là hợp lý nhất mọi người nhá, để Vega ở giữa là hợp lý nhất. Nó sẽ không bị ăn chói bởi lắc. Đó, nó không bị ăn chói bởi lắc này, nó không ở góc đây. Cuộc chiến có vẻ khá là căng thẳng đây. Biết thế tôi lấy con Nulu thần rừng rồi, có thể lên 96 thần rừng 6 bắp sư là ổn hơn. Căng quá, trận chiến hơi căng nha. Uầy, cố lên Vega, trời ơi, hèn quá. Anh em biết không, con Nulu của mình này là một con cũng góp phần khá nhiều trong cái cuộc chiến thắng này nhá. Cuộc chiến thắng điện biến phủ này, đấy là nhiều con Lulu nữa, Lulu 3 sao này. Ui, oh my god. What the fuck? Cái gì này anh em? What the fuck? Hên vậy. Trời, quá hên mọi người ạ. Tôi không nghĩ là mình hên như vậy đâu. Thật sự quá hên. Ok, thế này thì còn sợ bố con nào nữa. Vãi rồi, 9 pháp sư Vega 3 kiếm súng mọi người ạ. Một cái kết quá tuyệt vời mọi người ạ. Cái kết quá tuyệt vời luôn. Boom, boom. One shot. Quá hình, một game nhân phẩm tối thượng. Vâng, ông này đang chơi đó chính là pháp sư với cả bí ẩn, à bí ẩn với cả mấy hoặc nha, mà vẫn có thể thua được đấy. Mà vẫn toang như này đấy, mà để đấy em thấy không, sức mạnh của đội hình kiểu Vega của mình gây ra sát thương quá nhiều, khiến ông này gọi là không thể nào để trở tay được. Ông này bất lực rồi mọi người ạ. Chán rồi, bởi vì đã, có dù có zone chăng nữa ông chán rồi, ông cũng không còn gì để chơi điện tử nữa. À ok, ok mọi người nhá. Ông ấy bán hết rồi, mình cũng bán hết rồi. Để Vega 3 sao 3 kiểu súng quẩy thôi. Ok. Đừng nói là hai ông này win nha. One shot. GG. Ok, chào tạm biệt mọi người nhé. Anh em xem video ủng hộ mình, đăng ký kênh, một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye mọi người. Tạm biệt.